Xin chào mọi người, hôm nay vườn giới thiệu cho mọi người cây giống Vanda Kim, lô hàng mới nhập về. Thì cây Vanda Kim là cái dòng Vanda ưa nắng, chịu được nắng rất cao. Ngoài cái tính chịu nắng tốt thì Vanda Kim còn có hoa to và đặc biệt rất là lâu tàn mấy anh chị ạ. Màu sắc thì Vanda Kim thì có màu sắc cũng tương đối giống như là Vanda thường của mình, rất là sặc sỡ, màu hoa đậm, hoa to, cánh hoa dày và lâu tàn lắm anh chị. Giá thành của một cây Vanda Kim cây con là 40.000, và giá thành của cây Vanda đang hoa như thế này là dao động từ 250 đến 300.000. Khi mua 10 cây con thì các anh chị được miễn phí ship tận nhà. Anh chị nào có nhu cầu để lại thông tin số điện thoại, bên em sẽ chủ động liên hệ. Anh chị nhấn nút follow để cập nhật sản phẩm mới mỗi tuần cũng như là hướng dẫn cách chăm sóc cho mấy anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.